tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu anh Đỗ Chí Long, lớp trưởng lớp văn 4A, lên phát biểu với chúng ta. Xin mời anh. Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi tới quý thầy cô và tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và gia đình an nhiên hạnh phúc. Về trường gặp mặt, lòng bồi hồi xúc động, nhớ thầy cô năm xưa. Cho tôi những phút tâm tình để hồi ức lại bóng hình thầy cô, những giờ học đầu tiên nơi giảng đường 18, cô Nguyễn Khoa Diệu biên tiếng Việt cốt lập luận, văn học cổ Trung Hoa nhớ cô Trần Thị Hảo, chuyện tình của Hạng Phú với nàng ngu cơ ơi, quan quan thứ yêu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hay lắm cơ đồng chí ạ. Câu đặc biệt là của thầy Hiệp dạy kinh thư. Dạy văn học phương Tây, thầy Hoàng Nhân trưởng khoa, văn học Nga Xô Viết, thầy Nhoi phó chủ nhiệm. Nhớ thầy Bùi Văn Nguyên, Án Bình Ngô Đại Cáo, văn Việt Nam phòng 401, thầy Hoàng Dung, thầy Nguyễn Trác. Nhớ thầy Lê Chí Viễn, cờ ở trong nhà nhìn chẳng thấy, bước chân nô lệ, bước chân vo. Đó là bài thơ thầy gửi lại khóa mình. Nhớ thầy Hoàng Như Mai, thơ mới từ Tây Tiến, ngồi nghe quên giờ nghỉ, thương thầy tuổi cao rồi. Hướng về quý thầy cô đã ở cõi vĩnh hằng, chúng em nay về đây tri ân lòng thành kính. Ta thành kính bằng một tràng vỗ tay. Hơn một tháng qua, trên group Văn 7680 có bạn nhắn hai câu. Bây giờ mới gặp nhau đây mà lòng đã chắc những ngày một hai. Lòng bỗng nghĩ thương nàng Kiều của cụ Nguyễn phải chịu 15 năm lưu lạc. Đất nước mình suốt 30 năm qua hai cuộc kháng chiến mới đến được hòa bình thống nhất. Vậy mà phải tới năm 44 từ khi ra trường, khóa của chúng ta mới có ngày hội ngộ. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, rằng bao kỷ niệm đã từng nơi đây. Nhớ ngày lễ ra trường đã rập rách biến thành một số anh chị em ở lại trường và thành phố, còn các bạn về các tỉnh thành nơi xa. Thăng trầm cuộc sống suốt 30 năm gắn bó với mái trường, với đàn em, những nhà giáo ngữ văn đã đóng góp sức mình cho công cuộc nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và nhân tài cho đất nước. Các thế hệ học trò 8X, 9X đã lập nghiệp thành danh, có vị trí trong hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Các em có cuộc sống vững vàng và gia đình hạnh phúc. Đó là phần thưởng xứng đáng ý công sức của một nhà giáo chúng ta. Giờ đây, chúng ta đồng danh là hưu trí viên chức, tỷ phú thời gian, tháng ngày vui bên con cháu và gia đình. Thay lời kết, tôi đọc mấy câu. Cái thuở ban đầu khoa văn ấy, 44 năm rồi, gặp là vui. Xin chúc thầy cô và các bạn vui khỏe từng ngày, sống tâm an và xin chân thành cảm ơn.